review sản phẩm Vũ Trang mới nhất 2023. Và mình là T, chào mừng anh em đến với chương trình review mô hình cùng Monty Studio. Cut. Nhận được sự góp ý của anh em, ở video lần này, mình sẽ đánh giá dựa trên việc chấm điểm thể hiện khách quan nhất về chất lượng của một mẫu mô hình. Việc chấm điểm sẽ dựa trên 4 sự đánh giá: thiết kế ngoại hình, trải nghiệm chơi, chất lượng và cuối cùng là đánh giá cá nhân. Không chần chừ gì nữa, let's go! Đánh giá tổng quan bên ngoài hộp của Vũ Trang cực kỳ xịn sò anh em ạ. To, rộng và nhiều chi tiết hơn hẳn hai người anh tiền nhiệm. Đồ đạc được xếp rất ngay ngắn, cẩn thận và đặc biệt là phần thân được đóng gói kỹ càng ở giữa. Phải nói là đáng từng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Phần đầu tiên, về thiết kế ngoại hình, Metal Beam của nhà Mosou luôn luôn sở hữu cho mình một kích thước đặc biệt là 1/72, cao khoảng 28cm với cân nặng tối đa là khoảng 1580g. Sở hữu form dáng cực kỳ lực lưỡng cùng với dàn phụ kiện có led bắt mắt. Điểm trừ duy nhất mà nhiều anh em có nói với mình ở mẫu mô hình lần này của Mosou là tông màu xanh đậm phối với đỏ không được nổi bật. Tuy nhiên, trên thực tế trải nghiệm, mình rất ưng tông màu này vì đây là tông màu phối theo thiên hướng mechanic, máy móc chứ không còn là samurai Nhật Bản nữa. Đặc biệt, nếu anh em là người đam mê phong cách mecha thì Vũ Trang sẽ khiến anh em cực kỳ hài lòng với đầy đủ tất cả các loại phụ kiện được thiết kế đi kèm, bao gồm hai đại pháo trên vai, một đại đao có thể tách đôi thành song kiếm, một cặp dao găm, bộ móng giúp Vũ Trang có thể tiếp cận hoặc bám lấy mục tiêu từ xa, và cuối cùng là cặp boomerang sở hữu led trên vai. Một thiết kế Vũ Trang quá đa dạng phải không anh em? Vũ Trang được trang bị rất đầy đủ, khiến cho mình cảm giác như đây là một cỗ máy hủy diệt, được trang bị để sẵn sàng nghiền nát bất cứ đối thủ nào trên chiến trường, mặc cho việc pilot điều khiển Vũ Trang thực chất là một nhân vật nữ. Tuy vậy, điểm ăn tiền nhất và cũng thay thế cho sự thời trang còn thiếu của Vũ Trang so với hai tác phẩm trước đây chính là dàn đèn led trên mắt và backpack khá ấn tượng. Nếu như ở các tác phẩm trước đây, anh em chỉ có led ở mắt, ở ngực, thì giờ đây Vũ Trang sở hữu cả led ở backpack và vũ khí. Không biết sắp tới, sản phẩm tiếp theo còn có led ở đâu nữa. Mosou đỉnh thật anh em ạ. Dựa trên những yếu tố mình vừa liệt kê, sẽ không là quá khi mình cho Vũ Trang mức điểm 8/10 về thiết kế đúng không anh em? Mới đến đây thôi mà đã cảm nhận không uổng sự hy sinh thận bên phải của tôi rồi anh em ạ. Hai, chích tịch. Đến với phần đánh giá thứ hai, trải nghiệm chơi. Nói về phần trải nghiệm chơi, trước khi Mosou cho ra mắt những sản phẩm của mình, chắc hẳn chỉ có trong giấc mơ, giới nhận thủ mới có thể sở hữu được một mẫu Metal Build giá dưới 4 triệu mà có biên độ cử động rộng, chắc chắn và chi tiết đẹp như thế này. Rút kinh nghiệm từ trước, ở sản phẩm lần này, Mosou Toys đã hiệu chỉnh phần khớp để hạn chế sự cứng cáp quá mức khi mở hộp như ở hai mẫu cũ, để tránh việc quá nhiều anh em mới chơi sợ gãy nên không dám bẻ. Mà nếu anh em thực sự có thể bẻ gãy khớp con này, có lẽ tay anh em phải ngang cơ với một vận động viên thể hình lâu năm, vì Vũ Trang sở hữu cho mình khung xương kim loại chắc chắn như thứ tình cảm mà Crush dành cho anh em vậy. Mãi mãi chỉ là tình bạn. Không chỉ vậy, ở mẫu thiết kế lần này, mình phải trầm trồ trước phần gimmick hoạt động của Vũ Trang. Ví dụ như, gimmick ở chân cho phép đóng mở để cất dao găm cực kỳ gọn gàng. Gimmick ở ngực cho phép mở họng pháo, rất cơ khí, đúng style cỗ máy chiến đấu. Phần piston tuy có phần hơi giống với thiết kế của mẫu Barbatos nhưng cao cấp hơn khá nhiều. Cuối cùng là phần gimmick nhỏ ở đùi và bắp chân, khá thú vị. Mặc dù nhiều chi tiết và đồ đạc là như vậy, nhưng do Vũ Trang được thiết kế cao hơn hai mẫu lần trước một chút, nên mình vẫn cảm giác được sự thanh thoát trong khi trải nghiệm và pose dáng chứ không hề bị tù hay vướng víu. Điểm trừ nhỏ duy nhất mà mình thấy khá nhiều anh em có phản ánh là phần bàn tay. Bàn tay của Vũ Trang được thiết kế là tay tĩnh, sẽ hơi khó lúc đầu để anh em có thể cho Vũ Trang cầm vũ khí, nhưng nếu chơi quen rồi thì khá là đơn giản.
Do là một người chơi lâu năm thì mình hiểu việc thiết kế tay tĩnh bao giờ cũng bền và chắc theo thời gian hơn là tay động. Tổng kết ở phần này, Vũ Trang xứng đáng nhận được mức điểm 9 của Monty cho trải nghiệm chơi. Đến phần anh em quan tâm nhất, chắc chắn là chất lượng. Liệu với cái giá chỉ 3 triệu rưỡi, Vũ Trang có thực sự xứng đáng? Câu trả lời của mình là có, cực kỳ xứng đáng từng đồng anh em ạ. Lý do chắc hẳn anh em có thể thấy ngay từ đầu video, Vũ Trang sở hữu cho mình chất lượng nhựa cao cấp, dày dặn, bóng bẩy chứ không phải kiểu nhựa tổng hợp, lỏng lẻo và dễ gãy. Mình đã sở hữu cả 3 mẫu Metal Build của Mosho, phải nói chất lượng theo thời gian của Mosho là tuyệt vời, không hề có tình trạng lỏng hay chập đèn. Chỉ cần anh em chú ý không để pin bên trong quá lâu để tránh chảy nước thì phần đèn sẽ bền theo thời gian. Một điểm khiến mình hơi thất vọng là trên thực tế, pin dành cho kiểu đèn thế này thường hết tương đối nhanh, không thể bền lâu chơi theo thời gian được. Cứ một khoảng thời gian anh em lại phải tháo ra thay pin một lần. Khá mất công và không đạt được cảm nhận cao cấp 100%. Ngoài ra, không còn gì phải bàn thêm quá nhiều. 9 sẽ là mức điểm mình dành cho Vũ Trang ở phần này. Đến với phần cuối cùng, đánh giá cá nhân tổng thể của mình cho Võ Thành Hầu vỏn vẹn trong một chữ: đỉnh. Chưa nói đến việc thiết kế của hai mẫu trước quá độc đáo, Vũ Trang theo mình có phần khung xương và thiết kế hao giống với Battletoads Gundam và một số mẫu Gundam khác. Đây là một điểm trừ rất lớn mà mình nghĩ ở sản phẩm mới nhà hàng gần đây của Mosho, Lancelot sẽ làm anh em cảm thấy hài lòng hơn. Tóm lại, theo quan điểm cá nhân của mình, Vũ Trang đạt được mức điểm 8 trên 10 về tổng thể cộng 1 điểm do mức giá quá ổn. Với bảng điểm như trên, mức điểm trung bình của Vũ Trang đạt được lần này sẽ là 9 điểm. Còn anh em thấy sao? Cho mình biết ngay cảm nhận của anh em ở phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn sự tài trợ đến từ NM Store. NM Store, store bán sơn mô hình lớn nhất Việt Nam. Còn bây giờ, hẹn anh em ở số tiếp theo của chương trình Review Mô Hình cùng Monty Studio. See ya!